Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Hôm trước thì bên Kingston có gửi cái mẫu SSD này sang cho mình. Thì đây là SSD Kingston Fury Renegade, có dung lượng là 1TB. Thì mình đã có search thông tin ở trên trang chủ của hãng, thì mình đã để lấy một dòng cực kỳ ấn tượng. Đó là thời gian sử dụng lên đến là 1.800.000 giờ. Tức là cái mẫu SSD này có thể dùng lên tới 200 năm liên tục. Có thể là một khoảng thời gian 200 năm là tương đối dài và chúng ta sẽ không thể nào kiểm chứng được. Tuy nhiên thì cái khoảng thời gian hoạt động dài như vậy thì chúng ta sẽ chắc chắn một điều rằng SSD hỏng thì chắc chắn là bộ PC các bạn phải thay mấy bộ SSD rồi. Tức là máy hỏng, SSD chưa chắc đã hỏng. Thôi, quay trở lại vấn đề chính đi. Thì đây là một SSD là 1TB. Thì chúng ta sẽ tập trung đến những cái khía cạnh thực tế. Với 1TB các bạn có thể làm gì? Thông thường các bạn cài Win sẽ chỉ mất khoảng chừng từ 30 đến 60GB khoảng thời gian đầu. Và sau một thời gian sử dụng thì có thể lên đến là 100GB, tức là 1 phần 10 cái dung lượng này. Đấy là chưa kể đến các bạn cài những cái bộ công cụ. Ví dụ như các bạn cài bộ công cụ Office của Microsoft thì khá là nhẹ thôi, khoảng 5GB. Tuy nhiên nếu như bạn cài game ở trên ổ SSD thì những cái ổ SSD 120GB hoặc là 240GB chắc chắn sẽ không thể nào đủ được. Và đối với những game thủ nào mà sử dụng hoặc là những bạn nào mà thường xuyên sử dụng những cái bộ công cụ phần mềm giống như mình thì tối thiểu chúng ta vẫn nên sử dụng là 500GB, và 1TB sẽ là một dung lượng cực kỳ tốt để các bạn có thể cân nhắc. Thì ở nhà mình thì mình dùng dung lượng ít hơn, chỉ là 500GB thôi, mà mình cũng đã dùng đến hơn 400GB rồi. Và đây là bộ SSD có cái tốc độ đọc rất cao bởi vì đây là PCIe 4.0. Những mẫu main mới ra mắt của Intel hay sắp tới là AMD thì đều hỗ trợ PCIe 4.0 hoặc thậm chí có thể hỗ trợ là PCIe 5.0. Còn nếu như bạn nào mà cắm lên những cái mẫu main đời cũ thì yên tâm, sản phẩm vẫn sẽ tương thích ngược đối với PCIe 3.0. Tuy nhiên chúng ta sẽ không nói đến cái khía cạnh 3.0 nữa, bởi vì với tốc độ SSD 4.0 mà cắm lên 3.0, tốc độ khá là cao, mình nghĩ khoảng hơn 3000 MB trên một giây. Thế nhưng nếu mà cắm lên PCIe 4.0 thì tốc độ sẽ như thế nào? Thì mình sẽ lấy ví dụ luôn cái ổ SSD mình đang có ở đây. Thì khi mà thông số ở trên cái vỏ hộp sản phẩm ghi là tốc độ có thể đạt được là 7.300 MB trên một giây, còn khi mình test sẽ rơi khoảng chừng 6.900 MB trên một giây. Tất nhiên là hãng test trong điều kiện nào thì mình không biết, nhưng khi mình test thực tế thì sẽ rơi khoảng chừng 6.900. Còn về phần nhiệt độ thì sao? Đây là một yếu tố mà rất nhiều bạn quan tâm tới những mẫu SSD sử dụng PCIe 4.0, bởi vì nhiệt độ SSD tỏa ra là cực kỳ lớn. Các bạn đã nhìn thấy những cái mẫu SSD có cái mức nhiệt độ tỏa ra rất là cao, họ phải trang bị sẵn những cái hệ thống heat sink theo kèm SSD thời điểm đầu mới ra mắt. Thì ngay cả chính cái sản phẩm SSD của Kingston này cũng đã được trang bị sẵn một cái miếng nhôm để tản nhiệt. Thì cái miếng nhôm này sẽ không phải là miếng nhôm kiểu siêu dày siêu to khổng lồ đâu. Miếng nhôm được trang bị sẵn đây là một miếng nhôm nhỏ thôi. Cái miếng nhôm được đặt thẳng lên cái chip nhớ của SSD. Thì cái miếng nhôm này mình nghĩ là có độ dày cũng bình thường, mình cũng chả đo được. Thì cái miếng nhôm này khi mà lắp lên đây sẽ cho cái mẫu SSD các bạn cái khả năng tản nhiệt thụ động sẵn ở trên sản phẩm. Chứ trong trường hợp mà các bạn cắm vào những mẫu main mà không có những heat sink ở khe PCIe 4.0 hoặc là cắm vào những cái hệ thống PCIe 3.0. Còn khi mà những cắm hệ thống PCIe 4.0 thì mình nghĩ là hầu hết tất cả những hệ thống trên những cái mẫu main ấy thì đều hỗ trợ những cái khe heat sink này rồi. Thì khi mà ốp lên và có thêm miếng nhôm này thì khả năng tản nhiệt cũng sẽ được tốt. Thì mình sẽ lấy ví dụ luôn và mình đã test thử cho các bạn thấy là cái tốc độ hoạt động của SSD cũng như nhiệt độ của sản phẩm sẽ rơi loanh quanh khoảng chừng hơn 50 độ C, chứ loanh quanh khoảng 50 đến 60 độ C. Khi mà sử dụng kể cả mình copy dữ liệu thì cái mức nhiệt cũng vẫn cứ là 50-60 độ C. Đây là một mức nhiệt độ tương đối lý tưởng để có thể hoạt động trong một thời gian dài. Thì đấy là lý do mà sao hãng trang bị sẵn một cái tấm heat sink tản nhiệt trên đây, và trên đây cũng để tên của sản phẩm luôn, Kingston Fury. Nếu như mà tốc độ đọc ghi tuần tự là 6.800 MB một giây thì đây là tốc độ ghi mà các bạn test ra để nhìn vào trông xuất sắc. Nhưng khi mà copy dữ liệu thực tế thì sẽ như thế nào? Thì mình đã có copy một file, cả file lớn lẫn file nhỏ bên trong đấy. Thì khi mà tốc độ copy cao nhất có thể đạt được là 2GB trên một giây, thậm chí là hơn 2GB trên một giây. Còn tốc độ thấp nhất có thể đạt thì bạn cũng không thể biết đâu, bởi vì thấp nhất có thể là 0KB trên một giây chẳng hạn. Và theo như mình thấy nhé, cái tốc độ 2GB trên một giây khi các bạn copy những cái dữ liệu của cả lớn lẫn nhỏ trong một thư mục thì đây là một tốc độ copy ở trong SSD cực kỳ ấn tượng. Các bạn hoàn toàn có thể đầu tư hai ổ SSD, một ổ để cài Win và một ổ để lưu trữ dữ liệu nếu như các bạn nhiều tiền, bởi vì cái mẫu SSD này hỗ trợ cao nhất có thể đạt được là 4TB. 4TB tầm này để lưu trữ kiểu làm edit giống mình ấy, kiểu lưu dữ liệu 4T là khá là thoải mái để có thể sử dụng ở đây. Miễn là các file các bạn sử dụng là file Full HD và 264 thì 4TB vẫn hoàn toàn thoải mái. Vậy thì các bạn đánh giá sao về một sản phẩm SSD? Đâu là dung lượng các bạn sẽ lựa chọn? 240GB, 500GB hay là 1TB? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận cho chúng mình được biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.